Đối với mình thì bánh xô lai. Okay, slow anh em nhá. Rồi vừa mới vào cái nhìn quy của Phật lùi sâu như này là khả năng là hôm nay tống lại bị ép rồi. Ưa. Ông này 2 món 7 rồi này. Điều kiện ghê. Không biết là tự đập hay là dùng thiên thạch linh thạch nhỉ. Đó, ở lục tế kỳ cũng đã có cho mình đó là những món từ quán viêm đế và đồ tướng quân. Khả năng chống chịu đó là rất lớn. Chào anh em nhá. Điều này đang ép khá sớm, trấn quân được bật lên. Tới từ Hàn Gia Tử. Bản này đam của Dư Thương nó tương đối là ổn. Có vẻ như ở tại cái phiên bản lần này thì các hệ phái nó đang được cân bằng tương đối. Nên là cảm giác nó rất là hiệu quả. Dù chơi bất cứ một cái hệ phái nào anh em ạ, cuối một tình này cũng gọi là ổn này. Phái đam vừa rồi không thành công cho lắm vì đang khá là vắng người. Lùi vui tươi, lùi rất sâu. Trấn phái được bung ra đấy, cái này là cái mà vẫn chưa khắc phục được anh em nhìn thấy không? Cái lỗi hiển thị của trấn phái ấy, nó vẫn bị thế. Đúng rồi đưa anh ơi, Liêu ngày hôm nay đang ép sân. Hôm nay Liêu đang ép sân đưa anh ạ. Thực ra là có một cái mà không biết vì một lý do gì nhưng mà tôi nhìn thấy rằng là trong giai đoạn của những ngày vừa qua thì bên phía bên Liêu họ đang tỏ ra là mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên là cái lực lượng của bên phía bên Tống á, họ trả đam ngược lại nó không kém một chút nào cả. Cảm tưởng rằng bên phía bên Liêu họ chỉ mạnh hơn ở một chút xíu thôi. Nhưng mà tất cả cái việc mạnh yếu này nó sẽ được phân định ở trong bao hội tinh hôm tới anh em ạ. Theo như lộ trình sắp tới sẽ có bao hội tinh anh Hoa Sơn và bao hội tinh anh Pháo. Đặc biệt là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật sẽ có bao hội tinh anh Hoa Sơn được diễn ra. Và tôi chưa xem chính xác khung giờ để lên live cho các anh em. Nhưng mà nếu tôi không nhớ không nhầm thì nếu vẫn như lịch Hoa Sơn của mọi lần thì sẽ bắt đầu từ 21:30. Một khung giờ khá muộn vào ngày cuối tuần. Nhưng mà đó cũng là quãng thời gian mà có lẽ là các anh em cũng đã gọi là thu xếp được công việc để có thể ngồi chinh chiến cùng những người đồng đội của mình. Vâng, và cho phép bình luận viên Sardin xin được gửi lời chào tới tất cả các anh em đang xem livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc anh em có một buổi tối thật vui vẻ cũng như có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Quân Hùng Tranh Bá. Và nếu như có các cái vấn đề gì mà anh em muốn ý kiến phản hồi lại với bên phía của nhà phát hành thì anh em có thể để lại một comment ở khu vực phía bên dưới của phiên livestream thì bên phía đại diện của nhà phát hành sẽ có thể theo dõi được và cũng như là nắm bắt được những cái ý kiến của các anh em, hoặc là các anh em có thể inbox trực tiếp cho bên phía fanpage của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Quần Hùng Tranh Bá. Sẽ luôn luôn có nhân viên trực bếp để trả lời cho các anh em về các cái vấn đề liên quan đến nội dung của game cũng như là những cái thao tác vận hành, hoặc nếu như có các cái lỗi vướng phải thì các anh em có thể phản hồi lại để bên phía nhà phát hành game có những chỉnh sửa kịp thời. Để làm sao đem đến cho các anh em những trải nghiệm thật sự là tuyệt vời nhất khi đến với Võ Lâm Truyền Kỳ 2 Quần Hùng Tranh Bá. Ngày hôm nay Liêu đang ép sân. Thực ra là hôm qua nó cũng thế rồi chứ không phải đâu hôm nay anh em ạ. Tôi rất mong muốn một cái thế trận cân bằng nó giằng co nhau. Tức là Liêu cứ ép Tống một lúc xong Tống lại ép Liêu một lúc thì tôi thấy là nó sẽ ok hơn.
Bên Liêu ngày hôm nay thì họ đang dâng tuyến đầu với rất nhiều các hệ phái cộng trừ bổ sung cho nhau. Ví dụ như Võng Bút xuất hiện đây, tăng thêm về cái lượng tốc độ xuất chiêu và đam. Võng Bút ở trong những trận đánh đông người này nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là bổ sung thêm về lượng xuất chiêu, một trong những yếu tố mà trong bảng 2008 nó rất là cần thiết. Nó có thể làm cho cái hệ phái của bạn nó trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Paris Hoa Lệ. Bên Tống khá là khó thở. Ở điểm này thì mấy ông Thiếu Quyền đứng chỉ còn cách đấy là sút qua rào thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Và X Đàm phải nói là gần như là kẻ địch đứng xếp hàng cho anh ấy X Đàm vậy. Pha vẩy tay của thanh niên MB Bank. Tình cờ là tôi cũng đang dùng MB Bank luôn nên là có một cái thiện cảm rất lớn đối với cái ngân hàng này. Bên Tống có rất nhiều thiếu quyền chất lượng, chỉ tiếc là họ đang không có được một cái dàn tanh đủ ổn định để cho họ có thể càn quét được ở cái khu vực trước mặt đối phương. Nhưng mà thật sự là nếu mà cả hai bên lực lượng thiếu quyền nó tương đương thì bên nào mà dàn ngay bị đàn và dàn bút về sau mạnh hơn á, nó sẽ làm cho dàn công của họ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Con Mr. Chủ tịch này đồ của nó tính ra nó yếu hơn so với các con thiếu quyền khác ấy. Nó có một cái bao tay ngon nhưng mà nó hơn cái mặt tịch 6 ô anh em ạ. Còn đồ đạc đây, con hàng này như đang ẻm để đợi lấy áo tướng à hay nào đây. Đồ đạc như thế này đang cầm soái và có 25% tốc. 25% tốc ở trong cái phiên bản 2008 thì nó là một cái gì đấy luôn đấy anh em, nó không phải là một cái đơn giản chỉ là một cái món đồ như nào đâu. 25% tốc nó là một cái giá trị to khủng khiếp ở tại cái phiên bản này. Bên phía của phe Liêu vẫn tiếp tục đi tuyến đầu với Lục Tuyết Kỳ. Những ngai mi kiếm thì cái việc sử dụng Quan Âm Quyết và cũng như là Phổ Tế để hồi phục lại cái lượng máu cho tuyến đầu ngai mi đàn nó rất là quan trọng. Và việc xếp chỗ khi đẩy quân nó cũng cực kỳ quan trọng luôn. Một cái sự sơ suất cũng có thể khiến cho bên bạn sẽ phải trả giá một cái rất đắt bằng những phách đàm của Thiếm Trượng. Ui rồi, Paris Hoa Lệ chết mà gọi là không kịp làm bất cứ một cái gì luôn. Và ngay sau khi vừa mới hồi sinh thì đã ăn nguyên một cái full combo của con dưa thương vào mặt. Và bên Liêu ngày hôm nay họ đang ép rất sớm. Mới chỉ khoảng 10 phút của trận tống liêu chính trôi qua thôi, họ đã ép vào tới nút giao dòng 1-2 của bên phía phe Tống. Lại là một pha đam thành công nữa. Những sát thủ bùi nhùi của bên phía phe Liêu đang làm rất tốt. Và tiếp tục đó là cái tên MB Bank. Có lẽ là MB Bank cũng sẽ có được top chiến trường trong buổi tối ngày hôm nay với liên tiếp những pha đam hiệu quả. Đấy, nó vẫn bị cái lỗi hiển thị chữ chạy chữ của cái chấn phái này, nhìn trông nó rất là khó chịu. Không biết là mấy bạn kỹ thuật viên của bên phía Võ Lâm 2 của Đồng Tranh Bá có đang ở trên livestream không ạ? Nhắn tin trả lời mình cái để xem là cái vấn đề này có khắc phục được hay không. Có thể một cái file nào bị lỗi hay như nào mà đấy, nó bị lỗi cái hiển thị cái chân phái này. Thành ra là nhìn trông nó rất là xấu, anh em thấy không? Đấy, tự nhiên đây là một cái mà bị lỗi về cái giao diện đấy. Không biết là cái data này có vá được không? Để anh em có một cái trải nghiệm thật sự là nó tuyệt vời hơn. Vì nếu mà nhìn như này thì thực ra mà nói thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới quá trình BK hay nào cả. Nhưng mà nó kiểu nhìn nó hơi hơi ấy. Mình nhìn cứ chấn phái mà kiểu nó hiện chữ chữ như thế, nhìn kiểu nhiều khi thấy nó rất là xấu anh em ạ. Chấn phái hấp tinh trận của đường môn trâm. Bây giờ phải làm sao lùa để gọi được con sói ra nhỉ? Ép điểm gọi con sói ra, xong con sói mà không có phổ tế là giết, khả năng là giết nhanh được luôn đấy.
Bên phía của phe Tống, nếu mà nói về tương quan lực lượng và trang bị thì thật sự ở thời điểm này họ cũng đã up một cái lượng trang bị nó không kém gì so với bên Liêu cả. Đấy, nếu mà điểm qua, và tôi cũng không biết vì một cái lý do gì mà tại sao họ lại thua một cái cách nó sâu đến như vậy. Nhưng mà với một cái lực lượng, với cái đồ như này thì khi vào đánh 32 vs 32 của bóng hội tinh anh thì thật sự chưa biết thế nào đâu anh em ạ. Nếu mà nói so về đồ, tôi đang không thấy họ bị thua đâu. Thật sự tôi thấy không thấy họ bị thua đâu. Con VB Bank này tự nhiên áp cái kiếm này nhỉ, lạ kỳ ghê á. Tôi không biết cái kiếm này thêm 30 điểm nội công. À, 30 điểm nội công. Cái quan âm quyết là liên quan nội công của anh em. Hay gần cốt à? Nếu quan âm quyết mà liên quan đến nội công thì nhiều khi đeo cái kiếm mới lại là hợp lý đấy anh em ạ. Bởi vì là để chạy theo hồi máu cho được nhiều á. Bên phía của phe Liêu, phe Tống tôi thấy lực lượng giữa cung nó gần như tương đương. Nhưng mà nếu nói về đam thì tôi đang thấy các anh em bên phía bên Liêu thì đam của vũ khí nó đang đẹp hơn. Bên Tống có mấy ông đam 36x nhìn trông tội cực kỳ luôn. Ông tà thần này lại chạy ra gì đây? Võ đang kiếm cờ lon. Trông cũng gọi là cờ lon thật đấy. Sao dùng cái áo này ta? À, có nội lực. Việt tin banh. Đồ mắc binh hết nước chấm luôn anh em ạ. Cái kiếm min thủ, nhưng mà có lẽ là nó liên quan đến về mỹ quan nên tôi nghĩ mấy chục điểm thủ ấy nó không quan trọng lắm. Không biết quan điểm anh em nào. Mà cá nhân tôi thấy không quan trọng lắm. Ác này có 10 đêm 11 ô 11 hay 12 đấy. 93% mới là đủ một cái tiêu chuẩn của một cái cấp tiếp theo. Đấy, con Bảo Linh này cũng là một con đều môn châm mà đồ đạc nó gọi là wax select luôn anh em ạ. Anh em thấy chưa? Cực kỳ xịn sò luôn. Một phần ba thời gian trận Tống Liêu đã trôi qua, vẫn đang là những sức ép mà vẫn chưa thấy được một cái lời giải từ bên phía phe Tống. Và tôi đã tưởng chừng như có một cái hôm nào đó bên Tống nó đè bẹp Liêu luôn anh em ạ. Mà tự nhiên trong những buổi gần đây thì bên Liêu nó mạnh lên một cách thần kỳ và nó đè bẹp ngược lại hoàn toàn bên Tống. Về bánh u châu ấy nhỉ. Cô đeo đồ này mà trâu ấy nhỉ. Hay là vừa rồi nó cắn máu đại nhỉ. Ăn nguyên một đống đam hình như cắn máu đại hay sao á. Ăn nguyên một đống đam. Mở bay banh. Ăn một cái lưu quang không chết. Không kịp ích đam quả vừa rồi. Khả năng phải chạy ích xuống góc dưới này. Khả năng là nó hay hơn. Như chào Thành Bo nhá. Nhìn thích vào bạn. Đông như kiến luôn nhỉ. Nè thật, hôm trước vẫn có ông thần nào mà bảo là server giờ vắng tanh không có ai. Nhìn nó chạy nhúc người này. Thật sự là khoảng 3 server tôi làm gần đây thì đây là server đông nhất luôn ấy. Tiếc thế, không được làm từ cái lúc open server. Phí thật sự luôn. Nhưng mà thôi không sao anh em ạ. Muộn nó có cái hay của muộn. Đến sau thì chưa chắc nó đã phải là lau nước mắt anh em ạ. Đấy, nhìn trông rất đông nhá. Bây giờ áng chừng mỗi bên tôi không biết chính xác là có bao nhiêu người, nhưng mà nhìn số lượng người cầm ác và chạy đánh thì nó còn đang rất đông luôn.
Đây là một cái server mà có thể nói là nhận được cái sự ủng hộ của rất là nhiều các anh em. Phiên bản 2008 nó vẫn là một cái phiên bản mà tôi thấy được rằng là nó được đông đảo các anh em ủng hộ hơn so với các cái phiên bản siêu nhân sau này. Ở quán net ở chỗ tôi có mấy ông hay chơi mấy cái phiên bản của 2016 đổ lên. Và kể cả những phiên bản của 2024, tôi không thích mấy cái bản sau này của Võ Lâm 2, mặc dù nhìn nó đẹp thật. Máu nó dày, thậm chí giờ khoảng 2 triệu máu là có rồi anh em ạ. 2 triệu máu nha anh em. Như con clone này nó mới có 25.000 máu à. Mấy con châu châu của bản này chắc được tầm 60-70.000 máu. Mà bây giờ anh em thử tưởng tượng 2 triệu máu nó dày như nào. Đấy, thế nhưng mà bây giờ Võ Lâm 2 đến cái thời đại đấy rồi đấy anh em ạ. Chúng ta thì vẫn đang sống mãi với lại cái quá khứ hào hùng của Võ Lâm 2, sống mãi với những cái năm tháng hoàng kim của game. Chào Long cà chớn nhá. Chúc Long buổi tối vui vẻ. Chúc cuộc sống của Long luôn luôn thuận lợi. 8386 Long nhá. Đấy, lại một pha X-Dam nữa nhưng mà không ai chết. Chung là chỉ cần bất cẩn lơ dớ chạy cái gặp mấy ông thiếu trượng, ông ấy ném cho cái thì nhớ nhau cả đời luôn. Tử quang viêm đế. Đấy, đây chính là cách build đồ mà tôi từng nói với các anh em này. Build này nó sẽ tối đa hóa được thêm về cái lượng giảm đọa thương. Đây có 10%, đây 10% là 20. Kể cả thay cái hoa lăng vỏ cọc này thì mà cái kim ấn nữa là nó có thêm, là ví dụ kim ấn 15 đi, nó sẽ thành 35% đọa thương, trâu cực kỳ luôn. Cộng thêm cái linh cổ, con cổ sư nữa, nó có giảm đọa thương nữa anh em ạ. Thật sự rất là trâu luôn. Đấy, đấy là một cái cách build đồ giống như cổ sư. Và vẫn đang đánh nhau rất căng tại cái khu vực dòng 1 của bên phía nhà Tống. Hiện tại cái khu vực tôi không biết gọi cái này, nó gọi là cái gì đây. Cái gờ đá này thật sự nó là một cái địa điểm mà nó rất là ngon dành cho Nga Mi Đàn bên phía phe Liêu khi mà nó công. Ác này lại chuyển giao sang xét tàng kiếm rồi. Nhưng sau phiên bản này cái kháng tất cả của đồ tàng kiếm lại như này nhỉ? Thật sự tôi không biết luôn đấy. Tay này trừ 7 nhưng còn thêm nội công 10% đam min. Kẻ mà có mấy cái đồ mài đam á, cái này mà mài được mắc đam mà đam to lắm luôn đấy, có 10% đam mà trừ 7. Ê, tính ra là cái ớp nó gần giống như cái bao tay sư môn nha anh em. Cái bao tay sư môn, cái hộ pháp là hàn đấu ấy anh em. Cái đấy tính ra là nó có nội công 6% hay 8% á, xong cũng có trừ thủ nữa. Ớp nó gần như na ná luôn. Đấy, Long cũng thấy cái giống tôi đúng không Long? Đấy, anh em có cảm nhận được cái giống tôi không? Cái này tôi nói rồi á. Cái này tôi nói rồi, tôi nói từ mấy buổi live trước rồi. Tôi đang thấy cái tốc độ xuất chiêu của con võ ông bút trong phiên bản này nó đang hơi bị nhanh quá. Nó đang hơi bị nhanh quá nha. Mà mặc dù con này nó không hề dùng mũ tướng hay gì đâu. Đôi này thì thêm 10% thì cái này là 30% tốc, cộng thêm với 10% của thất tinh trận là 40%, cộng thêm sen nữa đi. Thì thật sự tôi không nghĩ là ở phiên bản 2008 mà một con võ mút có thể vẩy được nhanh như thế luôn ấy. Đấy, bạn Long bạn nhận ra cái điều này giống tôi đấy. Mấy phiên live trước tôi cũng đã nói cái vấn đề này rồi, tức là tôi cảm giác là phiên bản này có rất nhiều người chơi võ mút luôn. Mà tôi cảm giác võ mút của phiên bản này nó ra chiêu bị nhanh hơn bình thường. Không biết là như nào đâu. Bởi vì là mỗi một phiên bản nó sẽ có một cái sự đặc trưng, đó có thể là một cách để cân bằng môn phái cho hệ phái võ bút có thể tỏa sáng được thì sao. Nhưng mà thật sự là tôi đang thấy con võ bút của phiên bản nó đang đánh hơi nhanh anh em ạ.
Tất nhiên là có nhiều anh em chơi võ mút sẽ bảo là nhanh gì bình thường thôi các thứ, nhưng mà đấy là tôi đang nói theo quan điểm của tôi nha anh em. Nếu mà sai có gì anh em thông cảm, bởi vì tôi nhìn bằng mắt thường tôi thấy là đúng là nó đánh nhanh hơn so với các phiên bản khác anh em ạ. Bởi vì ở những cái phiên bản siêu nhân thì tôi không nói, tốc nó cao, đồ đạc các thứ, cái gì nó cũng cộng thêm tốc á, thì tôi nghĩ rằng là tốc của võ bút có thể cao đến như vậy. Nhưng mà ở trong phiên bản này thật sự là cái việc mà nó ngắt thiếu dương rồi tốc của võ bút thật sự nó rất là cao luôn, cảm giác nó cứ bị mạnh mạnh anh em. Ông này mà tịch tâm pháp thì nó không được ngon cho lắm. Hiện tại level cao nhất vẫn đang là Bách Lý Đông Quân với level 87. Ở cái ngưỡng này thì gần như là nó không có quá nhiều cái sự thay đổi về cái, chỉ hơn nhau level thì hơn một chút về cái điểm tiềm năng cộng thêm dòng phụ thôi. Lên level 90 như là có cục cộng 7 à hay cái gì ấy, tôi không nhớ chính xác. Đâu nhỉ? Lệnh bài tân thủ à, cái này thì không sử dụng được. Nói chung là cá nhân tôi thấy là cái việc mà lên level phiên bản này nó sẽ tăng thêm một chút xíu về sức mạnh cho các anh em. Còn nếu mà để nói bản 2008 thì đa số anh em sẽ cày khoảng level tầm 91 thôi là nó chững rồi. Thật sự nó rất khó để cày cấp lên tiếp rồi. Họa trăng lắm mà lên ở tầm 92. Nó không lên thêm được nữa. Và đấy là cái điều mà gần như là ở trong tất cả các phiên bản này thì các anh em đều mong muốn, đó là cái sự cân bằng của các hệ phái và làm sao để cho các hệ phái nó đều sẽ có thể phát huy được cái sức mạnh của mình. Và đương nhiên là cái việc này thì bên phía các nhà phát hành game đều rất là đau đầu để có thể cân đối được cái điều đó. Có thể nói là một nửa thời gian vừa qua của trận Tống Liêu, chúng ta đang thấy được rằng bên phía của phe Liêu đang ép sân nhiều hơn so với những gì ở bên Tống họ đang làm được. Thế nhưng mà bên Tống họ vẫn đang có những sự chống trả và MB Bank đang rất tích cực để tìm kiếm những con mồi cho chính bản thân mình. Đấy, vừa rồi là Bách Lý Đông Quân vừa mới rơi vào trạng thái tàng hình đấy. Những con huyễn cổ nó sẽ giúp cho những dưa cung đứng ở tuyến sau có thể đép được những cái đợt tấn công của bên phía đối phương. Huyễn cổ thì ngoài khả năng tàng hình ra, nó có một thoáng cho anh em rơi trong cái trạng thái bất tử, không bị dính đam, nhưng mà sau đó cái trạng thái nó sẽ nhanh chóng thôi. Nên là gần như với những cái sát thương mà dồn nhanh, đôi khi là tốc dồn nhanh, nó cũng sẽ gọi là không giết chết được đối phương ngay lập tức đâu. Bản này rất nhiều người chơi lựa chọn võ mút, và võ mút cũng là cái hệ phái mà có thể nói là tôi thích nhất trong võ lâm 2 luôn. Hệ phái tôi thích nhất ở võ lâm 2 luôn anh em ạ. Kiểu nó đánh nó vừa hoa, trông nó vừa kiểu cái tên mà tịch cũng hay, quân tử bút, nghe nó có một cái gì đấy nghe nó rất là hay anh em ạ. Hiện tại thì bên phía phe Liêu vẫn đang ép sân. Chúng ta vẫn còn đang phải chờ xem một cái sự đột phá của bên phía bên Tống. Và có lẽ là cần phải chờ đến cái giai đoạn cuối tuần này, chúng ta mới được chiêm ngưỡng cái sức mạnh thật sự của Đại Tống trong bộ tiên anh Hoa Sơn. Và cũng như là ở tuần sau sẽ có bộ tiên anh Pháo. Theo như thông tin từ bên phía của nhà phát hành game thông báo thì hình như là chủ nhật sẽ là băng hội tinh Hoa Sơn và thứ năm sẽ là băng hội tinh Pháo anh em ạ. Cái lịch trình này nó hơi lệch so với các cái server mà tôi từng làm, bởi vì bình thường tôi thấy các anh em hay làm cái Pháo vào chủ nhật và Hoa Sơn sẽ thường vào thứ tư, nhưng mà server này nó lại là một cái lộ trình nó hoàn toàn khác so với các server khác anh em ạ. Đôi khi là những cái sự khác biệt như vậy nó cũng sẽ làm nên được một cái phiên bản nó chuẩn chỉ hơn, phiên bản nhiều anh em ủng hộ hơn. Ui, một con cổ sư như kiểu được auto ấy nhở. Cổ sư có một cái rất hay là khi bạn ép cái quyết hương cổ rồi ấy, thì khi mà bạn sử dụng những cái búp đè lên cái hương cổ ấy thì tự nhiên nó sẽ làm cho
Bạn vẫn nhận được cái hiệu ứng đó là khi bị tấn công tăng phần trăm phòng ngự lên đến từ hương cổ. Chúng ta sẽ cần phải chờ xem thêm những thời gian sau, đôi khi đến với những cái trận tống liêu như thế này thì cái việc mà kéo chảm nó cũng là một cái vấn đề. Úi, ông bắn toái kim ngược à? Nhìn này, bắn toái kim ngược này anh em, bắn toái kim ngược luôn mà. Con AGM này tính ra nó có cả cái quyền đấy là đưa các anh em ra đảo luôn á, nhưng mà tôi chưa thấy cái trường hợp vi phạm nào để tôi sử dụng gọi là cái thiết luật anh hùng. Mẹ ông nào chớm lơ dớ phát tôi cho ra đảo luôn. Vâng. Phiên bản nào thì tôi thấy cái lượng dưa cung sử dụng nó cũng đều rất là đông anh em ạ. Nhưng mà ở phiên bản này tôi đang thấy có những hệ phái nó nhiều gần như là tương đương dưa cung rồi. À, hôm trước tôi vừa kêu không thể thiếm đao thì hôm nay tôi đang thấy được một vài con hàng thiếm đao của cả hai bên. Một phái đàm không ai phải nằm xuống, ảo thật. Kiểu chỉ chấm máu thôi ấy, không nằm xuống này. Cái trượng này thì có nội công và sinh lực, nó không có cái điểm tiềm năng giống như là cái vũ khí của Ngami kiếm. Ở đây nó có hỗ trợ tấn công và gân cốt, nó là thuần cho cái việc búp, hoặc là như của cổ sư nó cũng thế, cổ sư nó có độc sát và điểm tiềm năng. Sau này nó có cái vũ khí bộ phi yên anh em. Cái vũ khí bộ phi yên tôi cảm giác là nó giống như một phiên bản gọi là có thể giao dịch được của tử quang nâng cấp. À cái vũ khí tử quang ấy. Cái vũ khí tử quang tính ra nó thua cái vũ khí của bộ phi yên có 5 điểm tiềm năng à. Nó không phải là cái con số to anh em ạ. Nhưng mà cái vũ khí bộ phi yên thì đôi khi ví dụ những server trước có server mà bản 2012 tôi làm á, tôi thả con bot bộ phi yên ra tôi đánh, tôi gọi một loạt ra xong tôi đam thì cũng hên hên được duy nhất một lần là vũ khí bộ phi yên được cái tàng yên châm, được duy nhất một cái tàng yên châm, cái vũ khí của bộ phi yên anh em ạ. Còn lại toàn là những cái đồ rác, bồng lai lộ thủy, bồng lai tiên thủy thôi. Ở phiên bản 2008 này là chưa thấy ông nào đi săn sát thủ để mà kiếm được vũ khí. Ở trong mấy cái phiên bản trước 2008 tôi làm ở những cái server khác ấy, có những cái ông mà ông ấy chăm chỉ, ông ấy cày, ông đánh cái sát thủ lúc 20 giờ ấy, ông ấy kiếm được cả cái vũ khí sát thủ cơ anh em. Cái vũ khí sát thủ nó là cái vũ khí 70 sát thủ ấy, nhìn dòng rất là đẹp luôn. Ủa, quả vừa rồi đá thấm ghê nhở. Ông núi vui tươi này, ông đấy mà có bệ phóng là những Amidan tuyến đầu ấy, thì ông ấy sút có một chả chết hết. Thật sự là bên phía bên tống những chân sút của họ chất lượng ấy chứ, chẳng qua là họ không có được một cái bệ phóng ổn mà thôi. Anh em thông cảm nhé, bởi vì tôi vừa làm vừa có con nhỏ ở bên cạnh nên là nhiều khi cứ vừa làm thỉnh thoảng lại phải chạy ra xem nó như thế nào anh em ạ. Anh em thông cảm nhé, thỉnh thoảng thấy tôi đang làm xong tự nhiên không thấy mic đâu là tôi phải chạy ra tôi xem bé ấy nào.
Từ nãy đến giờ là chỉ nhìn thấy là bên Tống bị ép sân rồi anh em ạ. Bây giờ thì Leo nó đẻ trứng vào tới tận sâu bên trong vòng 1 rồi. Lục Tuyết Kỳ vẫn đang làm rất tốt, cùng với đó là trầm cảm sau sinh. Bên Tống có vẻ như là họ đang hơi khó để chống lại một cái sức mạnh quá to lớn từ bên phía của Đại Liêu. Và ở cái thời điểm này thì bên Tống mặc dù những chân sút của họ, nếu như có khoảng trống họ hoàn toàn thể clear đối phương. Nhưng mà anh em nhìn này, đây là tôi đang chưa tính ở những cái vị trí đang ở nhà chạy ra nha. Nhìn qua dòng 1, dòng 2 đếm vội phải được khoảng độ 30-40 người luôn anh em, cực kỳ đông luôn. Chưa kể những anh em đang chạy lẻ tẻ ở khu vực khác và chưa ra. Bên Tống đã bị dồn vào đến chân tường rồi và nhảy một cái khinh công vào để tiếp cận lên ngay vị trí bục xoáy để mà thực hiện những cái hiệu ứng khó chịu, nhưng mà BIDV có vẻ như là nghịch ngu rồi. VB Bank ở khu phía bên ngoài và đang rất cố gắng để búp lại cho những người đồng đội của mình, và VB Bank rất may đã kịp bơm máu. Và đúng lúc này thì Hàn Gia Tử đã xuất hiện với một chấn phái của Dưa Thương và chính thức bên phía bên Tống bị ép vào tới sát cửa nhà của họ. Và bây giờ cửa sinh của họ thì nó là thành cửa tử rồi. Ngay bị đàn Tống sau đánh tùy khúc hoài vậy. Ê, thật sự là tôi không hiểu cái tùy khúc anh em đánh là để làm gì nha. Bởi vì cái tùy khúc nó có một cái công dụng, đấy là nó đánh để lui. Nhưng mà tôi không biết là trong cái phiên bản này là do cái anh em auto đàn hay là do cái tùy khúc của phiên bản này nó có cái gì đặc biệt nhỉ. Mà tôi thấy ngay bị đàn nó dùng tùy khúc rất nhiều. Vì thực ra theo cái vốn kiến thức hạn hẹp của tôi ấy, chữ Nam ạ, là tôi sẽ chỉ dùng đó là Dương Quan, Ô Dạ và Tĩnh Dạ Tứ thôi, ba cái hiệu ứng cơ bản của Ngang Bi Đàn thôi. Tôi không biết tại sao phiên bản này rất nhiều ông mỗi khi mà rảnh tay một cái là gảy tùy khúc hay để lấy cái đẩy lui đấy thật nhỉ, để phá yêu cổ hay như nào nhỉ, mà tôi cũng chả hiểu là tại sao lại dùng cái đấy cơ. Tôi không biết là cái đấy nó có cái tác dụng là để làm gì, bởi vì phiên bản này tôi thấy Ngang Bi Đàn sử dụng tùy khúc rất nhiều luôn, đành là tùy khúc. Ở đấy đấy, nó là cái để đẩy lui. Đấy thì tôi cũng chỉ biết duy nhất một điều là cái tùy khúc nó để đẩy lui. Nhưng mà thật sự là không biết vì sao ở tại phiên bản này công lại nghĩ ra cái trò đấy. À để phá chiêu à, ok ok, cảm ơn Đức nhá. Kiến thức mới. Tôi biết là nó đẩy lui rồi, nhưng mà à nó còn có một cái tác dụng nữa để phá chiêu anh em ạ. Đối với cái việc mà đánh Ngami Đàn từ ngày xưa đến nay, tôi chỉ thấy đa số là họ sẽ bắt hiệu ứng cho đứng im, kết hợp cùng với loạn ngủ á, thì họ sẽ trở thành một cái combo khiến cho đối phương đứng yên khoảng độ tầm 5-6 giây gì đấy. Và thường họ sẽ đứng tiếp cận sát người và dùng tùy khúc để dồn đam. Tùy khúc là một cái skin mà nó không rõ ràng về lượng đam, trừ việc đó là người ta thấy rằng con Ngang Bi Đàn lên linh hoạt gân cốt, nhưng mà cái đam tùy khúc nó vẫn to khủng khiếp tổ bố luôn ấy. Đang hơi khó hiểu vì mới xem live bản này 2-3 hôm toàn chơi 2012 à. Ừ, đam to rộng 4 ô, đúng là đam nó rộng thôi chứ không to à. Tùy khúc đam rộng thì làm gì mà to. Ví dụ ôm sát người cơ thì cái đam của tùy khúc nó to thật, nhưng mà nếu mà nó bắn tỏa ra thành một cái diện rộng này thì làm gì mà to. Nó ôm sát người thì coi như toàn bộ các cái tia đàn đấy nó bắn vào hết vào một mục tiêu thì nó mới to thôi, chứ còn nếu bắn tản ra thì đam mà đáng bao nhiêu đâu. Chưa kể con Ngang Bi Đàn nhé, nó là một cái hệ phái mà thực ra không phải là nó cộng linh hoạt đâu, mà đa số về sau các ông cộng linh hoạt để đánh lên tầng cho nó nhiều thôi. Thì cái việc mà cộng linh hoạt đa số sẽ là cộng linh hoạt cân cốt đúng không, thì lấy đâu ra cái lượng đam to trong những cái thức mà bị chia nhỏ ra như thế. Nhưng mà thật sự là nó là một cái lượng đam tương đối thôi. Đa số Ngang Bi Đàn sẽ chơi theo kiểu gọi là hỗ trợ đánh hiệu ứng, cái Dương Quan Tam Điệp có khả năng trừ thủ hỗ trợ rất hiệu quả cho đồng đội. Còn thỉnh thoảng tôi thấy các ông hay ngồi xuống để gảy tùy khúc thì nó giống như kiểu một cái tia tùy khúc, nó giống như tia của Thiếu Dương ấy, nó bắn 3 tia ra chỉ cần một tia trúng thôi là nó sẽ ngắt được chiêu. Tôi nghĩ rằng cái cơ chế tùy khúc nó sẽ giống như vậy, nên là các ông đấy sẽ sử dụng cái tùy khúc để đóng vai trò là ngắt chiêu, giống như là người ta dùng Thiếu Dương của Võ Mút để ngắt chiêu ấy. Đấy là tôi nghĩ như vậy thôi, nhưng tôi vẫn nghĩ Ngai Mi Đàn mà đánh thuần theo cái kiểu cứ Dương Quan Ô Dạ Tĩnh Dạ ấy thì tôi thấy là nó có vẻ là cũng sẽ hiệu quả hơn ấy. Đấy là cái ý kiến cá nhân của tôi nha, còn tôi không phải là người am hiểu Ngai Mi Đàn nên là tôi không nói hay được về vấn đề này anh em ạ. Đấy, cứ như thế này này, cứ gảy như này thôi là tôi thấy là nó hiệu quả, vừa phá yêu cổ tốt vừa gây hiệu ứng khó chịu này. Nó không nhất thiết là phải ấy đâu, bởi vì là Ngami Đàn là một phái trợ đam, nó không phải là một phái để mà gây đam.
Nhưng đôi khi cái tùy khúc nếu mà có cái cơ chế mà phá chiêu nó giống như thiếu dương để bẻ chiêu ấy, thì thật sự là đánh theo cái kiểu dùng tùy khúc vậy cũng hay. Bởi vì nó có thể phá được chiêu của các cái phái đứng ở khu vực tuyến sau, ví dụ dương ra cung hoặc là thậm chí là phá chính ngay với đàn của bên phía đối phương ấy. Đấy là một cái rất là hay mà tùy khúc có thể đem lại. Bởi vì là thực ra để mà nói về kỹ năng gây đam của ngay với đàn nó sẽ không có quá nhiều. Nó có bích hải chiều sinh từ mà tịch môn phái, vừa là để đẩy lui vừa gây ra một cái lượng đam nhanh. Nó có nguyệt thực khúc gây sát thương phần trăm máu rất là thấm. Và gần như các anh em chơi ngay với đàn ấy sẽ rất hay bị bỏ quên. À không phải nhiều khi các anh em chơi ngay đàn, mà là một số anh em mới chơi ngay với đàn sẽ bỏ quên mất cái việc một cái kỹ năng rất quan trọng, đấy là nguyệt thực khúc. Nó đánh khoảng 16% máu một thức, tính ra cái phần phải 16% mà tôi nhớ không nhớ chính xác, nhưng mà cái phần trăm máu nó to không kém gì với cái thi cổ cổ sư đâu. Nên cái việc mà nhiều khi á vào đánh BK 11 này này, thả cho một cái nguyệt thực khúc vào đầu của ông dưa thương, sau ông ấy bật một cái chấn quân húc húc trong một chấn quân kéo lăn quay ra chết luôn á. Tôi cầm ngay mi đàn toàn cầm vũ khí tàng kiếm 7x vào trừ 11% thủ chiếu gần sút. Thực ra thế nó cũng hơi thừa, bởi vì bản 208 này thủ nó cũng không nhiều lắm đâu Quốc ơi. Bản 208 này tôi thấy thủ nó không nhiều lắm đâu. Thì tính ra nhá, dùng cái dương quan tam điệp nó trừ cũng gọi là tương đối ổn rồi. Chứ nếu mà chơi thêm cái đàn 7x thì nó thật sự là nó bá quá. Bởi vì là trong tất cả vũ khí tàng kiếm 7x chỉ có duy nhất của ngami đàn là có cái dòng trừ 11% thủ anh em ạ. Chả có cái vũ khí nào trừ thủ. Với một số hệ phái như thiếu trượng ấy thì nó có cái dòng 3, kích cái dòng ẩn thứ 3 của trang bị tàng kiếm 7x. Nó sẽ cho anh em thêm cái khả năng đó trừ 11% thủ. Đúng rồi đấy. Cầm vũ khí trừ thủ đấy tùy ý. Tôi cũng đang nghĩ thế. Hoặc là x đam bằng vẫn cầm trừ hạc à. Cái phẫn cầm trừ hạc đó lại là một cái chiêu đặc biệt. Cái phẫn cầm trừ hạc của ngami đàn nó lại là một cái chiêu mà ăn đam theo cái điểm sức mạnh và sát thương của cầm của cái đàn. Đấy là một cái chiêu thức nó rất là đặc biệt, và mỗi lần quăng đàn xong thì nó sẽ mất cái độ bền của cái đàn đấy. Thế mới ảo ấy, xong ngami đàn nó có một ông nào ông vẽ ra cái phái này có cái chiêu lạ lùng thật. Tôi nhớ không nhầm thì chiêu đấy là nó có liên quan sức mạnh. Không hiểu tại sao nó lại đẻ ra cái trò đấy. Coi như nó thành một cái chiêu ngoại công luôn ấy. Ít ra như kiểu của Võ Lâm 1 hoặc là của một số tựa game khác thì nó sẽ chia ra một phái, nó sẽ có dòng nội công và dòng ngoại công. Mà riêng cái Võ Lâm 2, ông Võ Lâm 2 này thì ông ấy không hẳn là như thế. Ví dụ như Dương Gia thì cả hai ông ngoại, cái bang cũng hai ông ngoại. Thiếu Lâm thì có hai ông nội, một ông ngoại. Võ Đăng Kiếm một ông nội, một ông ngoại. Đấy, chính ra như Võ Đăng là chuẩn nhất. Một nội, một ngoại luôn. Đấy, thì nó sẽ chuẩn như các cái hệ game kiếm hiệp khác. Riêng ông Võ Lâm Trường Kỳ 2 nhà mình nó lại chơi quả gọi là độc đắc đặc biệt thế anh em ạ. Còn lại những con game khác nó có thế đâu. Còn anh em mà cứ nghĩ theo cái hướng gọi là cầm vũ khí trừ thủ xong thì đem về những cái hiệu quả đặc biệt thì kiến thức mới để truyền đạt bổ sung cho ông anh Ngọc Thuận Cạm Bình Đàn. Ui dồi ôi. Ngọc Thuận thì nói chung là nói là kiểu cũng thuộc thành phần nó phải gọi là master về ngami đàn rồi. Nhưng mà Ngọc Thuận như chỉ đa số chơi bản 2012 của hồi ức thôi. Bản 2008 này không biết ông thần có chơi không. Bởi vì thực ra chơi ngami đàn thì tôi thấy là các bản này nó không khác nhau là mấy. Nhịp đồ nó gọi là hơi đụt hơn một tí hơn, nhưng mà chơi thì vẫn hiệu quả. Tính ra chơi ngami đàn nó là một cái phái rất là tiết kiệm thôi. Chịu khó đi trên kiếm ít đàn 3x, 4x xong là về giám định một loạt, nên thu được cái xác suất 3, xác suất 4 là dùng được. Không thì đợi mua. Đồ đạc thì cứ quần đô thống, áo tử quang 7 áo tử quang xanh ấy, tử quang thường cộng 7. Mũ thì kiếm được cái mũ tốc, có điều kiện thì mũ tướng, còn không thì chơi mũ tử quang chiến. Đã cứ để như thế là nó ok mà. Có cần gì đâu. Ngọc thì có điều kiện thì tăng kiếm, còn không thì cứ dùng mấy cái ngọc cơ bản thôi là chơi được. Chính là bản này chơi ngami đàn năm độc là hai cái hệ phái gọi là dành cho dân ít tiền nhưng mà vẫn muốn vui chơi mạnh mẽ là được. Cổ sư cũng thế, cổ sư bản năm phái chơi nó rất tiết kiệm anh em, tiết kiệm cực kỳ luôn. Chứ còn thì nếu mà những hệ phái Thiếu Lâm, Dương Gia thì
nó phải gọi là update đồ theo thời cuộc ấy. Chứ nếu mà chơi như Thiếu Lâm Dương Xa mà không update đồ thì nói chung là nó khó để mà sống theo được cái thời cuộc đó. Ấy, cái gì đấy? Cái gì nó vừa nhảy một cái nhỉ? Võng kiếm à? Cái gì nhỉ? Nhìn lạ ghê. Tôi chưa kịp nhìn xem cái ông vừa rồi là phái gì, nhìn như cái ngự kiếm quyết của võng kiếm. Không biết có phải không hay tôi nhìn nhầm. Trông gọi là cũng rông rống anh em ạ. Nói chung là có những anh em kiểu chỉ quen chơi của 2012 ấy, thì lại chưa chắc lại chơi được của 2008. Nhưng ngược lại lại có những anh em quen chơi của 2008 thì lại không chơi được của 2012. Đấy, thế nó mới tải. Kiểu đang quen cái ngưỡng, đặc biệt mấy ông chơi Thiếu Quyền ấy, đang quen cái ngưỡng đá vác của bảng 2008 rồi, tốc nó thấp rồi. Nhiều khi vào 2012 nó đá nhanh quá, kiểu không quen ấy. 2012 thật sự nó đá rất là nhanh. 2012 nó có nhiều cái để tăng tốc. Ví dụ như là một con Minh Giáo này, nó búp cái nghiệp hỏa trận này, bỏ bút búp tốc này. Thậm chí có thêm con Thứ Yên nó búp sát thương đủ các kiểu. Bản 2008 này vẫn là cái bản gọi là nhỏ gọn nhất, dễ chơi, dễ sử dụng. Nhưng mà nếu nói về độ tốn kém thì bản 2008 mà chơi tới bến thì nó tốn kém cực kỳ anh em ạ. Nói chung là tôi ngày trước làm ở bên hồi ức mà, nên là được cái là tôi phân biệt được hai cái phiên bản này nó khác nhau rõ ràng lắm. Kiểu như là ai chơi ở hai phiên bản này, nhiều ông kiểu như là tốc nó nhanh thật mà hơi nữa, nhanh quá luôn, chưa kể hiệu soái các thứ nữa. Rồi về sau này còn có cái đồ soái giai đoạn về sau, nó còn chính đồ soái còn có tăng tốc luôn, tăng tốc 25% cái lôi hổ soái hay là cái gì ấy, nó tốc nó cao mà. Thế nên là nói chung là tốc cao quá nhiều khi đánh kiểu nó không quen ấy. Đấy, không quen không đánh được. Chỉ có mấy ông chơi kiểu dưa cung các thứ thì tốc càng cao thì càng sướng thôi. Còn ok, cảm ơn chữ Nam. Uầy, cứ nghe cái câu gọi là nghe giọng biết sardine rồi. Cảm giác kiểu tự nhiên ảo tưởng. Uầy, mẹ mình cũng nổi tiếng phết nhờ. Anh em nghe giọng phát biết ngay là mình. Đấy, nhưng mà nói chung là chơi ở những cái phiên bản mà siêu nhân, đấy là các anh em chơi 2012 còn cảm giác thế rồi. Mà anh em lên chơi 2016, với lại 2016 cái thời có Hỏa Phụng á, là cái thời mà các phái nó loạn nhất. Bắt đầu ra bạo kích, phòng thủ bạo kích các thứ nó càng loạn. Đấy, thế nên là anh em mà đang chơi mấy phiên bản 2008 đến 2012 mà tự nhiên nhảy một phát lên mà chơi của mấy phiên bản siêu nhân 2016 đến 2024 ấy, thề chơi cảm giác kiểu các phái nó khác hoàn con mẹ nó toàn luôn anh em ạ. Khó cực kỳ luôn. Ok, và trận Tống Liêu buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc rồi, tiếp tục với một cái sự ép sân của bên phía Đại Liêu. Và chúng ta vẫn đang rất nóng lòng và chờ đợi, chờ đến khi ra bóng hội tiếng Anh anh em ạ. Chơi 2-3 bản hồi ức toàn ông làm live mà quên sao được. Ok trừ Nam. Nói chung là tôi làm ở bên Võ Lâm 2 này, trừ server Huyền Thoại và một số các cái server khác ra thì còn lại những cái server 2008, 2012 tôi làm nhiều mà. Đấy, trừ Huyền Thoại này, Thập Diện này, đấy là tôi không làm. Còn lại các cái server khác tôi làm nhiều mà. Thế là cũng gọi là quen biết được tương đối nhiều các anh em. Đôi khi lên live mà có các anh em vào nói chuyện các thứ cũng thấy nó vui. Ok, và đây là xếp hạng Tống Liêu chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Mr. Chủ tịch Soái Liêu với 1.000 phút. Rất đáng kể luôn, Đông Hoa Đế Quân mặc dù thua nhưng mà vẫn có được 730 phút. Chính tỏ thanh niên này kéo chảm tương đối là tốt anh em ạ. Và Sardin xin phép được dừng livestream này ở đây nha. Cảm ơn các anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em buổi tối ngày mai.